mọi người có thấy cái gì đây không? Đây lại là cái me huyền thoại đây. Hôm nay bọn mình sẽ hái me. Đây là mứt. Theo chân nhá. Phía trên có hai nhóc này. Bạn này chuẩn bị đĩa. Hello mọi người ơi, sau một thời gian rung cây dọa khỉ đây mà có một vài chai me nó rớt à. Xua ạ. Chán quá. Xua ghê vậy. Cây me vẫn còn tự sướng lại đây nha các bạn. Thánh. Thành quả của tụi mình đây. Bây giờ hai bọn mình sẽ bóc hết cái này rồi mọi người hãy xem quy trình của bọn mình nhé. Mở lên mở. Hello hello. Bây giờ tụi mình sẽ review ăn me với muối Tây Ninh nha. Đây, ăn đi cưng. Me chấm. Tuấn không cần tính. Ngon quá. Thứ hai. Chấm đi. Mình chấm mình lăn như thế này. Được quay chỗ ha. Đạt quá. Cái thứ ba. Ngon nhỉ. Ngon không?
Nói thật với mọi người, me chấm với muối Tây Ninh ăn rất là ngon. Đỉnh của chóp. Các bạn thử ăn xem thử như thế nào, chứ bọn mình ăn rất chi là hợp vị. Đây, tiếp theo bạn này sẽ review em. Tắt luôn. Tắt đi. Đã quá. Có ai ăn kiểu này không? Mười lem. Mười lắp. Bằng miệng hả nè. Ngon không cưng? Đây mình sẽ quay tận cảnh cái miệng bạn Vinh ăn. Cảm xúc gì không? Hả? Nó ăn một lời chất nè. Cái mồm. Mẹ đã bóc là mẹ chưa bóc mẹ nhá. Đây, mình sẽ rắc một ít đường trước. Đây gọi là công thức riêng của mình, không giống ai nha mọi người. Mình làm chả giống ai đâu. Đây mình sẽ làm với mứt đường. Rắc một lớp mẹ trước, sau đó mình sẽ bó mẹ. Đây. Mình sẽ rắc một ít đường nữa. Có vừa. Cho nó thấm. Chắc không? Đây, bỏ mê tiếp. Ta lại tiếp tục rắc đường lên nữa. Tiếp tục bó mê. Đây, sao. Sau khi đã đẩy cái thố này thì thôi nhá. Sao thì lọc nó mới bị hạ. Úp ra ngoài này. Đây, đầy rồi. Làm cho nó đầy luôn. Không biết ăn sau này nó như thế nào, nhưng mà làm trước đã. Đây mình sẽ rắc đường cho nó nhiều thịt là nhiều nhé. Và chúng ta sẽ ú đó. Tất cả nào muốn ăn thì thôi. Còn thời gian bao lâu thì mình không biết nha mọi người. Đấy, để nắp lại. Chúng ta làm quá lắc cuối cùng. Panada. Hello mọi người. Rồi, ok. Đây là muối Tây Ninh. Sau khi làm me với đường xong, bây giờ mình sẽ làm me với muối Tây Ninh. Lần đầu tiên trong đời mình làm nhá. Trước khi làm mình sẽ bỏ muối, rắc muối tương tự như me hồi nãy. Mình sẽ rắc muối. Muối Tây Ninh này đã chế biến theo công thức của tụi mình rồi nhá. Không phải muối Tây Ninh gốc nữa. Tiếp tục bỏ me vô. Ta là cá mà nó nhả lê ra từng. Đây.
sau đó chúng ta tiếp tục rắc muối. Sợ nó mặn không ta? Mặn vừa thôi, làm vừa thôi. Ừ. Mặn xong mà toang luôn. Không ăn được. Tiếp tục. Và chúng ta lại tiếp tục rắc muối. Mình không dám rắc nhiều sợ nó mặn nha. Nhưng mà lỡ tay rắc rồi thì nó mặn thì kệ bố đó. Và sau đó chúng ta sẽ đậy nắp nó lại. Panader kỹ thuật lắc thứ hai. Mọi người hãy xem mình lắc nhá. Mình lên, mình lên. Lắc cho nó hòa quyện. Cái này là lỗi kỹ thuật. Rồi. Tiếp tục làm lại. Rồi, ok. Đó là kết hợp với muối và đường. Cái vi sự kết hợp của hai cái này là cái gì nhỉ? Ta gọi giúp các bạn bị tào thao được nhanh hơn hay không thì mình không biết nha. Cứ làm trước đã rồi tính sau. Cũng giống như hồi nãy bọn mình sẽ rắc một ít muối, rắc đường. Cái thôi là mình làm nhỏ thôi, mình cũng sợ nha các bạn. Mình cũng sợ sau khi làm xong bị tào thao rượt. Sau đó muối. Muối tê nỉnh. Và tiếp tục bỏ me. Không biết kết quả như thế nào rồi. Nghi ngờ quá, chưa làm kiểu này nha mọi người. Đây. Tiếp tục chúng ta sẽ rắc muối, một ít muối thôi. Sợ nó mặn. Một ít đường. Cho nó gọi là chua cay ngọt, ngọt chua cay. Đây. Tiếp tục chúng ta bỏ me lên. Đó, đã đầy rồi. Tương tự như vậy chúng ta sẽ bỏ đường vô. Và sau đó chúng ta sẽ làm quả lắc đã quen. Bỏ muối vô nha. Một ít muối. Bỏ ít hay bỏ nhiều không biết. Bỏ đi, bỏ lại đi. Thế lắng. Đào đi xì hả? Đào hả? Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm quả lắc huyền thoại nha các bạn. Ngon lắm. Tay mình rất là sạch nha. Không phải dơ đâu nha. Da mình đen thôi nha các bạn. Cái tay mình rất là sạch ngang. Rồi tiếp tục. Mẹ nó không chặt. Sau khi 3 tân nơ, mình sẽ được 3 hũ như thế này nha. Đây. Hũ dưới này sẽ là đường. Hũ thứ hai đây sẽ là muối tê ninh. Hũ thứ ba đây là kết hợp giữa đường và muối tây ninh. Ok. Tiếp theo bọn mình sẽ làm bỏ đường vô đây để phơi nha. Nó đẹp ngàn rồi ăn cái gì? Thầy cụ già.
đây là theo bí kíp riêng của mỗi người nha các bạn. Bọn mình làm không theo một trình tự nào hết. Ai bị ngáo đó. Còn dơ quá. Tìm đi đi tìm. Sức ếch ếch nệm mình chưa? Còn rào dịp ở nhà ta thì nhân lên. Tay giờ mình rắc mối nha. Điệp quá. Có phải quay bỏ hả? Ờ, yên tâm. Đây bạn ấy đang rắc muối. Muối tinh nha các bạn. Muối tinh sau khi bọn mình đã pha chế. Có gạ hát nữa. Lửa bừng tổ tổ. Bạn ấy nói sẽ làm cay không cho người ta ăn cũng được. Đường còn ít ấy. Bỏ lên đây một xíu nữa. Quyền tắt lên nha hãy cho tắt bà con tắt bà con hãy cho tắt đây tắt lại mọ bèl xong rồi xong chưa sau đó sẽ là đi phơi nha các bạn. Còn ba hũ này thì bọn mình sẽ để trong nhà. Còn cái đây thì bọn mình sẽ đi phơi. Bạn này đang lim tay nè, tay sạch qua đi thôi. Mở lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của tụi mình nha. Nếu các bạn thích video của tụi mình thì hãy cho bọn mình một tim, một share và subscribe để cho bọn mình có động lực quay nhiều video nhé. Bye bye. Thank you.